Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ghi nhận từ báo Vietnam Express, Công an tỉnh Bình Thuận vừa xác định một vụ tranh chấp đã xảy ra tại dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp Kinsey Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, công ty Đại Thanh Quan làm chủ đầu tư. Là do mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bồi thường đất, không có dấu hiệu của các băng nhóm xã hội đen tham gia. Cụ thể, cơ quan điều tra cho biết, từ việc cấp đất không khảo sát kỹ thực trạng, chồng lấn đất người dân, thời gian làm dự án quá lâu, nay giá đất tăng cao kéo theo tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân. Công ty Đại Thanh Quan có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chấp thuận việc đầu tư dự án khu du lịch Hố Lở tại xã Tiến Thành, Phan Thiết vào tháng 10 năm 2004. Theo quyết định, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thỏa thuận, bồi thường cho người dân đang sở hữu đất. Cuối tháng 11 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu để Đại Thanh Quan thực hiện dự án khu du lịch biệt thự cao cấp Legend Sea Phan Thiết. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2022, qua hai lần Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thay đổi chủ trương đầu tư, thì dự án chính thức có tên gọi khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp Kinsey Phan Thiết với diện tích sử dụng hơn 820.000 m². Cơ quan điều tra xác định, công ty Đại Thanh Quan đã đền bù và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất trên 80% tổng diện tích, nhưng vẫn còn một phần đất của người dân đang sở hữu đã được cấp sổ đỏ nằm trong dự án, chưa được thỏa thuận đền bù. Ngoài ra, một số chỗ là của người dân mua trước đó bằng giấy tay, tính pháp lý chưa rõ ràng nhưng đã rào và trồng cây trên đất. Năm 2022, sau 15 lần đổi chủ đầu tư, công ty Đại Thanh Quan bắt đầu rào đất. Lúc này, nhiều hộ dân có đất hợp pháp cũng như mua đất bằng giấy tay đã ngăn cản doanh nghiệp không cho làm, đồng thời yêu cầu thỏa thuận đền bù. Công an Bình Thuận xác định, vì vậy trong thời gian qua, mỗi lần chủ đầu tư lập hàng rào thì người dân lại phá bỏ, sự việc dù không xảy ra ẩu đả nhưng mất an ninh trật tự. Một số những hộ dân xảy ra tranh chấp với doanh nghiệp có gia đình Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi, 58 tuổi. Hồi đầu tháng 6, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giam Thảo cùng 5 người khác về tội hủy hoại tài sản trong vụ án xảy ra vào năm 2019. Về mâu thuẫn với công ty Đại Thanh Quan, Thảo khai, nhiều năm trước đất ở khu vực ven biển khá rẻ nên đã mua một số diện tích nằm trong dự án Kinsey Phan Thiết. Tuy nhiên, đây là đất pháp lý không rõ ràng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nên chưa được chủ đầu tư bồi thường. Trong một số lần xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân thì một số người nhà của Thảo cũng đến ngăn cản không cho công ty Đại Thanh Quan lập hàng rào trên phần đất gia đình đang quản lý. Thảo không tham gia. Tuy nhiên, sau sự việc, phía Đại Thanh Quan đã có đơn gửi nhiều nơi cho rằng đã bị băng nhóm giang hồ Thảo Lụi chèn ép, đe dọa, dùng hành vi côn đồ, xã hội đen để ngăn cản doanh nghiệp thực hiện dự án nhằm mục đích đòi tiền. Cơ quan điều tra xác định, mặc dù có việc kéo đông người ngăn cản công ty Đại Thanh Quan rào đất dự án và trong đó có cả người nhà của Thảo tham gia, nhưng bản chất là họ có đất đang tranh chấp, chưa được thống nhất bồi thường. Việc người dân phản ứng, ngăn cản, phá rào cũng là điều dễ hiểu, tuyệt nhiên không có băng nhóm tội phạm tham gia vào vụ việc này. Một lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện nhiều người dân có đất trong khu dự án cũng làm đơn tố cáo doanh nghiệp này có hành vi hủy hoại tài sản. Cơ quan điều tra đang làm rõ. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Thảo Lụi bị bắt để điều tra hành vi phá hoại tài sản của người dân. Thời gian qua, rất nhiều đơn tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hoạt động lộng hành chiếm nhà, đất của băng nhóm Thảo Lụi gây bất ổn tình hình an ninh trật tự. Từ năm 2018, Thảo Lụi đã dẫn theo hàng chục người ngang nhiên chặt phá cây cối, đập phá tài sản và chiếm nhà của bà NTTT, 52 tuổi, trên phần đất rộng hàng nghìn mét vuông tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Việc này xuất phát từ 2 năm trước đó, một người thân của Thảo Lụi đã hỏi mua 6 sào đất của bà Trang và chỉ đặt cọc một phần tiền rồi im bặt. Giữa năm 2019, nhóm của Thảo với hàng chục người đã kéo đến đập phá tường rào, đánh người và xâm chiếm phần đất của ông MTB, 47 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, ở ngay kế phần đất của bà T. Đặc biệt, năm 2021, băng nhóm Thảo xây dựng công trình kiên cố trên phần đất 2,2 hectare thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp Kinsey tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thanh Quan làm chủ đầu tư. Gần 2 năm qua, đại diện công ty Đại Thanh Quan đã có đơn tố cáo khắp nơi. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, các sở ngành liên quan và chính quyền thành phố Phan Thiết giải quyết đơn của công ty Đại Thanh Quan. Thậm chí, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã yêu cầu công an xác lập chuyên án điều tra liên quan đến lấn chiếm đất đai, gây rối an ninh trật tự xảy ra tại dự án Kinsey. Vụ việc trên đã kéo dài và gần đây, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành mời các bên đến làm việc. Ông Thảo không có chứng cứ pháp lý nào chứng minh việc mua bán hay sở hữu đối với khu đất đang chiếm.
Tháng 2 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp cùng các đơn vị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đo đạc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thảo về hành vi chiếm đất. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành đề nghị ông Nguyễn Văn Thảo tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, sau 2 năm, các công trình của Thảo Lụi vẫn tồn tại. Trước đó, năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận Dương Văn An ký công văn gửi các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự địa phương, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai. Ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản chấp thuận đầu tư xây dựng dự án khu du lịch Hố Lở tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, không quá 86 ha. Cụ thể, trong tháng 3 và tháng 5 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hai quyết định cho thuê hơn 50 và diện tích còn lại trong 86 ha mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý giao năm 2004 là đất hợp pháp của các hộ dân. Công ty Đại Thanh Quang phải thỏa thuận bồi thường để lấy đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, trên thực tế, tại thời điểm này, trong đất dự án có một số người dân mua đất bằng giấy tay và bao chiếm, trồng cây nhưng chưa thống kê giải quyết trước khi cấp đất thực hiện dự án cho công ty Đại Thanh Quang. Đến tháng 11-2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Đại Thanh Quang thực hiện dự án khu du lịch biệt thự cao cấp Legacy Phan Thiết, và đến ngày 25 tháng 7 2022, qua hai lần thay đổi chủ trương đầu tư, dự án trên chính thức có tên gọi dự án là khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp Kinsey Phan Thiết với diện tích sử dụng đất hơn 82 ha. Công ty Đại Thanh Quang đã đền bù và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất trên 80% tổng diện tích đất, nhưng vẫn còn một phần đất của dân đang sở hữu đã được cấp sổ đỏ nằm trong dự án chưa được thỏa thuận đền bù. Do đó, từ năm 2022, công ty bắt đầu tác động vào đất dự án, rào đất. Lúc này, các hộ dân có đất hợp pháp chưa thỏa thuận đền bù, cũng như một số hộ dân có đất mua bán tính pháp lý chưa rõ ràng nằm trong tổng diện tích đất của dự án đã ngăn cản không cho công ty Đại Thanh Quang rào đất và yêu cầu phải thương lượng để đền bù thỏa đáng. Và sau đó, cứ mỗi lần công ty rào đất thì số người dân có đất lại kéo người nhà ra ngăn cản, dẫn đến hai bên mâu thuẫn, phá bỏ hàng rào, gây mất an ninh trật tự. Để giải quyết ổn định tình hình trên, các ngành chức năng, trong đó có lực lượng công an, đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết và các ngành liên quan vào cuộc giải quyết, nhưng kết quả chưa dứt điểm được. Nguyên nhân là do phía công ty và các hộ dân chưa thống nhất với nhau phương án, giá tiền bồi thường và có được đền bù hay không đối với các hộ dân có đất chưa được cấp giấy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.